Xin chào các bạn, hôm nay Thắng xin giới thiệu mọi người về các gói cước 4G Vinaphone mới nhất Cũng như tổng hợp về các gói cước 4G Vinaphone Giúp bạn đăng ký, tiết kiệm được chi phí và đăng ký được một gói cước 4G Vinaphone nó phù hợp nhất với SIM của bạn Đúng không ạ? Thì hiện tại nhà mạng tung rất là nhiều gói cước Bạn đang bối rối là không biết đăng ký một gói cước nào nó phù hợp nhất Đúng không? Thì sao? Tại vì nhà mạng tìm hiểu thông tin về nhu cầu của rất là nhiều khách hàng sẽ tung ra nhiều gói đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Vậy, chúng ta phải lựa chọn được một gói cước nó phù hợp với nhu cầu của mình và cái chi phí mình bỏ ra hàng tháng. Đó là điều Thắng mong muốn để mọi người lựa chọn được một gói cước, cước nó phù hợp nhất tại cái thời điểm này. Hiện tại, VMT có rất là nhiều gói cước và làm sao để bạn chọn được một gói cước nó phù hợp. Thắng hướng dẫn sau đây. Mọi người vào trang Google giúp Thắng nha. đó hãy search với từ khóa có cước 4G Vinaphone giúp thắng đây có rất là nhiều trang web đây là trang mình vừa vào này có rất là nhiều trang web tham khảo các coi cước đây 20 gói này data này mách bạn này nhưng các bạn hãy vào trang này giúp thắng VMT Group đăng ký gói cước 4G Vinaphone một tháng một tuần ngày nó nằm ở trang đầu thôi nhưng mà do tháng truy cập thì nó sẽ nằm ở trên trang cùng trên cùng này luôn. Mọi người nhấp vào. Thì ở đây sẽ tổng hợp với các gói cước 4G Vinaphone mới nhất và bạn có thể đăng ký cũng như là cách kiểm tra các gói cước dành cho sim của bạn luôn. Thì đây, cú pháp đăng ký, các bạn hãy soạn tin nhắn là KH1 khoảng cách, tên gói và gửi đến đầu số 1543 Vinaphone là xong. Ví dụ các bạn đăng ký gói DT70 thì các bạn hãy soạn tin nhắn là KH1 khoảng cách DT70 và gửi đến đầu số 1543 là xong. Đúng không ạ? Thì trước tiên Thắng xin giới thiệu mọi người về gói cước data theo tháng. Tức là gói này sẽ chia data theo một tháng và khi sử dụng hết sẽ ngưng truy cập nha. Ví dụ, gói DT90 với 90.000 cho chu kỳ sử dụng là 30 ngày. Các bạn sẽ được 15GB data băng thông tốc độ cao nhưng với 15GB này các bạn sử dụng hết sẽ ngưng Ví dụ các bạn ngày 1 đăng ký đi ngày 5 các bạn sẽ hết thì 15g này sẽ ngưng truy cập đó thì các gói DT là cung cấp data theo tháng là như vậy vậy các bạn muốn sử dụng theo ngày nhiều hơn thì sẽ có gói tiếp theo đó chính là gói big. gói Bích tức là gói data chia theo ngày ví dụ một ngày 2g ngày mai 2g ngày mốt 2g thì trong một tháng 30 ngày các ngày nào các bạn cũng sẽ có 4G để sử dụng thì sau đây tháng xin giới thiệu mọi người về gói Bích 120 Bích 120 với 120.000 đồng cho chu kỳ sử dụng là 30 ngày thì một ngày các bạn sẽ được hai g chu kỳ 30 ngày các bạn sẽ được 60G đúng không ạ Thế đó cái đó hay của gọi Bích là ngày nào cũng có tại vì ví dụ lên công ty chúng ta đã có wifi công ty rồi và về nhà chúng ta có wifi ở nhà rồi thì gọi Bích đây là sự lựa chọn đa số khách hàng đăng ký hiện nay về gói 3G theo ngày và theo tháng nha tiếp theo đây là có 3G không thì sẽ có những cái gói combo vừa nghe à, vừa gọi điện miễn phí và gừa 3G luôn. Ví dụ gói D129V gói D159V. VD150 và gói d 199 g Thì đây là gói cước mà vừa data vừa gọi này. Ví dụ gói D159V với 159.000 cho chu kỳ sử dụng là 30 ngày. Các bạn sẽ được gì? Các bạn sẽ được một oh uh, sorry 1.500 phút gọi nội mạng miễn phí 200 phút ngoài mạng miễn phí 200 tin nhắn SMS miễn phí và chưa hết 6 gb data bằng thông tốc độ cao một ngày free chi một tháng các bạn sẽ được 180 gb data đúng ạ khá là nhiều khủng nha nhưng lưu ý các gói này sim phải nằm trong danh sách mới được đăng ký vậy sim nào nằm trong danh sách thì tí thắng sẽ hướng dẫn mọi người nha cách kiểm tra gói cước dành cho sim của bạn và đây có những cái gói ngày gói tuần này đó rất là nhiều gói nó phù hợp với từng cái nhu cầu sử dụng của mọi người vậy thắng sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra các gói cước dành cho sim của bạn mọi người hãy nhấn vào nút kiểm tra ở đây giúp thắng xuống dưới các bạn hãy nhấn vào số nhập vào số điện thoại và nhấn nút kiểm tra để hệ thống kiểm tra xem sim của bạn có thể đăng ký được những gói cước vinaphone nào thì đây có rất là nhiều gói cước, ví dụ Yolo 100 này VD100T này, này Truy cập tiktok ấy Đó có d 19 v 3 tháng này Rất là nhiều gói nha, SIM đăng ký rất là nhiều gói khủng luôn Đây là danh sách các gói cước mà SIM Vinaphone của bạn có thể đăng ký đó Thì tháng tóm tắt lại thì qua video này Thắng xin hướng dẫn tổng hợp về tất cả các gói cước 4G Vinaphone mới nhất Cách kiểm tra các gói cước 4G Vinaphone mới nhất ở đâu Thứ hai là tự check sim của mình có thể đăng ký được những cái gói cước 4G Vinaphone nào tối ưu nhất Giúp mình tiết kiệm chi phí cũng như là đáp ứng được tốt cái nhu cầu sử dụng của mình Đó là cái điều mong muốn Thắng làm video này và cảm ơn mọi người đã xem video này nha Và ở dưới phần mô tả video này Thắng có để thêm thông tin chi tiết về các gói cước cũng như đường link để mọi người có thể tham khảo. Cảm ơn mọi người ạ. Nếu mọi người thấy hay nhớ subscribe kênh giúp Thắng nha. nó xin chân thành cảm ơn.